Chào các bạn nha. Có rất nhiều bạn thắc mắc về cái việc làm YouTube. Thì hôm nay mình sẽ làm để hướng dẫn cho các bạn về chỉnh sửa cái liên kết kênh YouTube đến các cái trang mạng xã hội nha. Cái lỗi đó rất là quan trọng. Bây giờ các bạn chú ý theo mình nha. Đầu tiên các bạn phải tải về cái Google Chrome CHROME này nè các bạn, bên góc tay trái đó ha. Các bạn tải gì cái đó. Bây giờ mình vô cho các bạn xem nha. Đó, thì khi các bạn tải Google Chrome về, mặc định nó sẽ như thế này. Ngay cái chỗ tìm kiếm hoặc nhập địa chỉ trang web á, các bạn sẽ phải điền cái địa chỉ của cái trang YouTube mình vô đó nha. Các bạn đăng nhập vô, thì khi các bạn đăng nhập vô xong rồi đó, thì nó sẽ hiện vô, nó hiện lên một cái hình như cái chỗ mà cái dấu đỏ đỏ có chữ Đinh Duy nè. Dùm bấm vô cho các bạn coi. Đó, khi các bạn đăng nhập vô á, nó sẽ ra một cái giao diện khác với của mình. Tại vì lần đầu tiên các bạn đăng nhập thì ở bên góc màn hình tay trái nó có cái dấu ba chấm á, các bạn thấy không? Đó, các bạn chấm vô đó, rồi ở phía dưới các bạn chấm vô kênh của tôi. Còn ở đây là mình đã đăng nhập rồi. Thì trong này nó chỉnh sửa rất là nhiều việc các bạn ạ. Đó, thì các bạn muốn chỉnh sửa cái liên kết của trang YouTube của mình đến các cái trang mạng xã hội thì các bạn làm gì? Đó, đầu tiên là các bạn nhìn bên góc màn hình bên tay phải của mình nó có cái đó, các bạn chấm vô, các bạn thấy nó ra cái hình cái viết không? Đó, thì các bạn bấm vô đó, nó hiện lên là chỉnh liên kết kênh, các bạn bấm vô. Các bạn chờ chút xíu nha. Thì khi các bạn bấm vô xong rồi đó, nó sẽ dẫn các bạn tới cái chỗ này nè. Đó, các bạn thấy chữ liên kết chưa? Ở đó nó có 5 ô tổng cộng nha, nhưng mà mặc định thì nó hiện ra cho bạn á, của mình là nó 2 ô thôi. Các bạn muốn thêm, các bạn bấm vô dấu cộng đó. Đó, thì thêm vô. Thì các bạn thấy cái chữ Facebook không? Cái chữ Facebook đó khi các bạn chưa có liên kết thì nó đóng, các bạn ghi chữ Facebook vô nha. Ghi vô. Rồi sau đó các bạn nhìn bên tay phải nè, ngay cái chỗ cái chữ Facebook của mình đó, hoặc là các bạn có những cái trang mạng xã hội nào đó, các bạn muốn điền cái ô này nha, các bạn phải trở ra, thoát ra. Rồi, các bạn vô trong trang Facebook. Đó, thì khi các bạn vô trang Facebook á, nó không phải như vậy đâu. Đây, các bạn vô ba chấm đây, các bạn vô trang cá nhân. Đó, nó hiện vô cái chữ này, nó hiện lên cái chữ này các bạn. Các bạn thấy cái chữ khác có ba chấm không? Đó, khi các bạn bấm vô đó đó, nó hiện lên cái chỗ là sao chép liên kết đến trang cá nhân. Các bạn bấm vô nha. Các bạn bấm vô là các bạn đã sao chép được rồi đó. Các bạn thoát ra, các bạn lại chạy vô Google Chrome. Đó, thấy chưa? Các bạn dán vô cái ô mà mình ngay chỗ mình ghi Facebook á, là mình đã dán rồi. Các bạn chỉ cần dán vô đó nha. Rồi, tương tự các bạn làm tiếp cái ô dưới cùng nếu các bạn muốn, còn không muốn cũng được, chỉ cần liên kết cái trang Facebook là được rồi. Phần YouTube thì các bạn ghi vô YouTube ở ô phía dưới, qua bên này các bạn thấy chữ youtube.com không? Rồi, các bạn muốn lấy cái đường link để dán vô đây thì các bạn thoát ra, các bạn vô trong YouTube của mình đó. Đó, bên góc phải các bạn bấm vô cái ảnh đại diện, nó hiện ra kênh của bạn, các bạn bấm vô, bấm vô ngay chữ kênh của bạn đó. Rồi, thì trên màn hình góc phải nó có cái dấu ba chấm, các bạn bấm vô. Rồi, nó hiện ra là cái gì? Chia sẻ, cài đặt, đó, vân vân. Các bạn bấm vô từ chia sẻ. Đó, các bạn thấy không? Nó hiện lên là cái ô hình chữ nhật nè, nó để là sao chép liên kết, bấm vô nha. Bấm vô cái thả ra, các bạn lại thoát. Các bạn chạy lại vô Google Chrome, các bạn dán vô ngay chỗ cái ô phía dưới đó, hiểu không? Đây này, cái ô YouTube đó, các bạn dán vô. Sau khi các bạn làm hoàn thành, các bạn bấm hoàn tất. Đó,
thấy không? Thế là xong. Thì sau khi các bạn bấm hoàn tất thì nó sẽ lên cái giao diện như thế này nè. Rồi các bạn trở về ngay cái màn hình này, các bạn thấy nó sẽ hiện lên. Bên đây chấm đỏ là của YouTube, bên đây là của Facebook. Thì khi các bạn làm như vậy xong á, thì các bạn trở về, đây là tôi nói là những bạn đã có là cái phần giới thiệu kênh rồi, các bạn thoát hết, các bạn thoát ra ngoài rồi, các bạn vô trong cái kênh của bạn trở lại ha, vô trong cái kênh của mình đây nè, thì các bạn qua bên cái phần giới thiệu đó, các bạn nhìn phía dưới nè, thấy không đó, nó có cái chữ Facebook và cái chữ YouTube. Thì khi á như thế này là các bạn đã có liên kết, và các bạn bấm vô cái chữ Facebook nó sẽ đi đâu, bấm vô nó chạy về cái trang Facebook của mình đó nha. Đó là cái tạo cái liên kết đến các trang mạng xã hội. Và khi mà các bạn vô trong cái Google Chrome này nè đó, các bạn vô cái chỗ đỏ đỏ này nè, đó vô trở lại kênh của mình nè, thì trong đó nó có rất là nhiều mục các bạn à, có nhiều mục. Và đôi khi các bạn làm YouTube, tôi chỉ nói với những người mới làm nha, còn những người đã biết làm rồi lâu rồi thì tôi không dám nói. Các bạn vô đây nó có rất là nhiều mục nha các bạn đó. Trong cái video sau tôi sẽ nói với mọi người nhiều hơn. Ở cái góc hình đó các bạn thấy có cái viết không, các bạn có thể chỉnh sửa cái ảnh nè, bên đây các bạn cũng có thể chỉnh sửa được nè. Rồi cái gì nữa nè, bây giờ các bạn thử vô trình quản lý video, các bạn chờ chút xíu nó chạy nha, mạng nó hơi yếu đó. Các bạn vô đó thì các bạn sẽ thấy một cái giao diện đây đó, video của các bạn nó hiện đây, các bạn có thể biết được cái video nào nó bị bản quyền hay không. Thì nó có quả địa cầu phía trước mà nó có chữ cờ chữ C đó, là nó bị bản quyền nha. Rồi các bạn qua đây, các bạn vô cộng đồng hay là kênh gì đó, đó các bạn vô kênh đó, nó sẽ hiện ra tất cả những cái ô này, video có thể tải lên này, nào là kiếm tiền phát trực tiếp, hình thu nhỏ, và đây là cái quan trọng nhất, cái URG của kênh. Thì thôi hôm nay video mình chia sẻ với các bạn bao nhiêu đó thôi, video sau mình sẽ làm tiếp theo. Các bạn cứ làm từng phần. Đối với những cô chú anh chị nào chưa có làm được cái kênh YouTube của mình nó hoàn thiện thì cái video sau mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người nữa nha. Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe. Nếu mọi người yêu quý kênh của mình thì hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để mà mọi người nhận tiếp cái video tiếp theo nha. Chào các bạn.